chủ biên tập một tạp chí ở Thái Lan bị án tù 10 năm vì xúc phạm nhà vua, tin từ Bangkok. Một chủ biên tập tạp chí ở Thái Lan bị kết án 10 năm tù vì đã xúc phạm gia đình hoàng gia theo luật khi quân hà khắc của nước này. Hôm qua, một phiên tòa của Thái Lan đã phán quyết rằng chủ biên tập Somyot Phutsakasemsuk của tạp chí Tiếng Nói của Kẻ Bị Áp Bức, một tạp chí tận tâm với cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, bị can tội đăng tải hai bài báo bị cho là phỉ báng đức vua Bhumibol Adulyadej vào năm 2010. Giới hoạt động đã lên án phán quyết gay gắt là có động cơ chính trị. Ông Sunay Phasuk là một thành viên kỳ cựu của tổ chức Human Rights Watch ở Thái Lan. Ông nói nhà chức trách dường như đã nhắm mục tiêu vào viên chủ biên tập này vì ông đã thúc đẩy cải cách các luật lệ chống lại việc phỉ báng nhà vua. Thủ tướng Zinluk Shinawatra là em gái của ông Thaksin đã hứa sẽ sửa đổi luật khi quân trong chiến dịch vận động của bà vào năm 2011, nhưng đã phải lùi bước kể từ khi lên nhậm chức vì sự chia rẽ giữa những người ủng hộ bà. Các vụ có liên quan đến luật khi quân đã tăng nhiều sau vụ đảo chính năm 2006, khiến cho quốc tế lên án hành động lạm dụng chính trị.